Đại dịch COVID-19 đã đặt ra những thách thức chưa từng có, tác động nặng nề lên mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của nước ta trong hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cơ quan nhà nước, của người dân, doanh nghiệp, Việt Nam đã tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, vừa chủ động thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tăng trưởng GDP cả năm 2022 dự kiến đạt 8%. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 19,9%. Đặc biệt, phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc. Thống kê đến hết tháng 11, cả nước đã có hơn 194,7 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới và hoạt động trở lại, tăng 33,2%, cao nhất từ trước đến nay. Đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi và phát triển, đầu năm 2022, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết để chỉ đạo và điều hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và tạo động lực cho nền kinh tế phát triển. Cùng với đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật để triển khai nhiều chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi như giảm thuế VAT từ 10 xuống 8%, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp vay thông qua các ngân hàng thương mại, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đây được đánh giá là một trong những liều thuốc hiệu quả, là đòn bẩy động lực giúp doanh nghiệp phục hồi và dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Chính phủ vẫn tiếp tục chủ trương đưa ra một cái gói giải pháp mới, mở rộng phạm vi nhiều hơn, giúp cho các cái doanh nghiệp có thể giảm được cái chi phí, cũng như là tăng cường cái khả năng thanh khoản. Thuế được giảm ấy thì nó sẽ làm cho cái sản phẩm của mình được giảm giá thành và người lợi cuối cùng lại là người tiêu dùng. Không thể phủ nhận những nỗ lực của chính phủ cũng như của cả hệ thống chính trị khi dành mọi nguồn lực ưu tiên để đẩy lùi dịch bệnh, từng bước tiếp sức cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng. Tuy nhiên, khi đại dịch dần được kiểm soát, nền kinh tế toàn cầu lại tiếp tục đứng trước nhiều bất ổn do lạm phát, thiếu hụt năng lượng dẫn đến kinh phí sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cũng tăng cao. Để cho họ thực sự được phục hồi thì rất cần những gói chính sách. Tuy nhiên, vòng chính sách này nó ngắn quá thì doanh nghiệp cũng thụ hưởng không được bao nhiêu. Và người ta rất cần những cái cú hích cụ thể hơn. Cụ thể là người ta mong cái gói này sẽ được kéo dài thời gian nhiều hơn. Chúng tôi đề nghị là tăng cái miễn đi, chứ đừng giảm, đừng hoãn giãn. Bởi vì hoãn, ngưng, chậm nộp thì bản chất sau này chúng tôi vẫn phải giảm. Cùng với đó, bất cập về pháp lý cũng là khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải. Chính sách pháp luật còn chưa mang tính ổn định lâu dài, chưa dự liệu lường trước được những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình đưa vào triển khai. Khâu thực thi đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống còn lúng túng, bị động. Một số thủ tục hành chính còn rườm rà, áp dụng không thống nhất giữa các địa phương, khiến nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận với các gói hỗ trợ này. Cái chính sách mà đến lâu quá thì những doanh nghiệp nào mà đã yếu thì đã không kịp cứu, còn những doanh nghiệp nào mà nó mạnh, nó cũng vượt qua rồi thì sau đó nó không còn nhiều ý nghĩa. Một ví dụ cho thực trạng điều kiện tiếp cận gói hỗ trợ còn chưa hợp lý là chương trình hỗ trợ lãi suất 2% 40.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, số tiền được giải ngân cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trong năm 2022 dự kiến thông qua chương trình này sẽ là 16.035 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 31 tháng 10, số doanh nghiệp tiếp cận được gói này chỉ chiếm một tỷ lệ rất thấp, với con số giải ngân chỉ 13,5 tỷ đồng. Do điều kiện tiếp cận gói hỗ trợ này khá ngặt nghèo, khiến doanh nghiệp khó có thể đáp ứng. Lý do là họ bảo là ngân hàng thương mại vẫn phải tuân thủ theo những cái quy định về mặt là đánh giá rủi ro, cũng như là về hiệu suất kinh doanh. Và họ không cho các doanh nghiệp du lịch vay, lý do là đã bị lỗ trong thời gian vừa qua. Nhưng mà thử hỏi xem là có doanh nghiệp du lịch nào mà lại không bị lỗ thời Covid mà bây giờ người ta cần tiền người ta mới có vay. Bên cạnh việc triển khai các gói hỗ trợ trực tiếp, nhà nước còn đưa ra chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%. Đây được xem là quyết sách mang tính đột phá nhằm kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm những động lực để tạo đà tăng trưởng và bứt phá sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, không phải mặt hàng nào cũng được áp dụng mức thuế suất này và việc áp dụng triển khai trên thực tế có thể xảy ra một số rủi ro cho doanh nghiệp. Sắc thuế nó không giảm cho toàn bộ các mặt hàng mà nó sẽ giảm trên từng cái mặt hàng cụ thể. Thì khi mà chúng tôi kê khai nộp thuế quý hoặc tháng đấy thì phải tra cứu mã code để xem là cái mặt hàng của công ty mình kinh doanh nó có nằm trong cái được diện giảm thuế hay không. Thế là thành ra là mất thêm nhiều thời gian của kế toán và cũng sẽ có một vài cái hệ lụy là sẽ có những cái mà mình không nắm chắc được thì mình sẽ kê khai sai, để đến khi mà cơ quan thuế vào mới phát hiện ra cái vấn đề đấy thì nó lại rất là ảnh hưởng, là sẽ bị dẫn đến là bị phạt về cái việc là mình kê khai sai các thuế. Trở lại thị trường, sau hơn 2 năm phải hoạt động cầm chừng, gián đoạn, thì hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ phải đối mặt với khó khăn, thiếu hụt về lao động, do nhiều lao động đã trở về hoặc chuyển sang làm ngành nghề khác. Để có được những lao động lành nghề,
có chuyên môn cao buộc doanh nghiệp phải bỏ ra một chi phí khá lớn để đào tạo hoặc mất nhiều thời gian hơn để tìm kiếm, tuyển dụng lao động có chất lượng, phù hợp với công việc. Trong khi đó, những hỗ trợ trong lĩnh vực lao động như hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, cho người sử dụng lao động vay trả lương, ngừng việc cho người lao động, theo đánh giá của các chuyên gia mới chỉ mang tính tạm thời, ngắn hạn. Tuy nhiên, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm mà người lao động nào cũng mong chờ sau một năm làm việc. Tuy vậy, có báo cáo của 25 địa phương, chủ yếu là các tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam do gặp khó khăn, hạn chế về đơn hàng, khiến nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực như chế biến gỗ, dệt may, da giày, điện tử, thực phẩm, dịch vụ phải giảm lao động, cho nghỉ việc luân phiên. Thống kê cho thấy gần 1 triệu lao động bị ảnh hưởng, trong đó lao động bị giảm giờ làm là 90%, lao động bị chấm dứt hợp đồng là 5,02%, lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng là 4,98%. Nguyên nhân do cái tình hình biến động của thế giới, biến động của thị trường cũng như là các yếu tố khác nó tác động đến các cái hợp đồng, các cái đơn hàng của doanh nghiệp. Các thị trường mà trước đây chúng ta dự báo là có một sức mua rất lớn, năng lực chi tiêu chi trả cao thì bây giờ người ta cũng điều tiết lại do tình hình nội tại bên đất nước họ. Bên cạnh những tác động từ đại dịch COVID-19, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp còn chịu ảnh hưởng từ lạm phát, khủng hoảng toàn cầu, đứt gãy chuỗi cung ứng từ các cuộc xung đột. Vì vậy, để các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển thực chất, mang tính dài hơi, đòi hỏi các cơ quan quản lý cần tiếp tục lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp, có hệ thống giám sát, đánh giá kịp thời, có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện, và đặc biệt là loại bỏ những rào cản về trình tự, thủ tục tiếp cận hỗ trợ của nhà nước.